của mình ơi, các bạn có thích cưỡi mây rẽ gió không? Vậy thì xin Tôn Ngộ Không lên Cân Đầu Vân dạo mát tí chơi. Ơ, nhưng ai mới là con khỉ ấy nhỉ? Đố bạn biết ai là Tôn Ngộ Không thời nay vậy? Phải không ta? Tôn Ngộ Không chuyển kiếp thành người như vậy sao? Đùa đấy, chú này thật ra là diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, người đã hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không huyền thoại đấy. Có thể nói, đây là vai diễn để đời và quá xuất sắc của chú. Đến nỗi sau này dù đóng bất kỳ vai nào, người ta cũng chỉ nhớ và gọi cái tên Tôn Ngộ Không mà thôi. Năm nay dù tròn 62 xuân xanh, nhưng chú múa gậy vẫn điều luyện và dẻo như khi làm khỉ ấy. Thậm chí còn bay sang Việt Nam để biểu diễn nữa cơ. Bạn nào may mắn được xem thì comment khoe đi nhé. Còn bạn nào không may mắn cũng đừng buồn, vì trả lời đúng câu này, mình đảm bảo bạn sinh ra có tế bào thiên tài rồi. Đố bạn đây là ca sĩ vô cùng nổi tiếng nào hiện nay của Việt Nam? Trời ơi, nhìn cưng hết sảy con bà Bảy, chỉ muốn véo má một cái thôi. Nhưng không ai ngờ, khi lớn lên, cậu bé cute ấy là ca sĩ Sơn Tùng MTP nổi danh như cồn. Còn nhỏ mà đã da trắng mắt to, môi em chúm chím mẹ có yêu không nào, thế này bảo sao lớn lên lại thành soái ca cơ chứ. Không chỉ đẹp trai, anh chàng còn có giọng hát lạ và khả năng làm nhạc cực kỳ sáng tạo và bắt tai. Bạn yêu thích nhất bài hát nào của Sơn Tùng MTP? Mình yêu thích nhất bài hát Em của ngày hôm qua đấy. Nhớ comment xuống bên dưới xem có giống mình không nhé. Cơ mà không chỉ Sơn Tùng, còn rất nhiều người nổi tiếng đều bị fan lục tung từng tấc kỷ niệm xưa hòng tìm được ảnh hồi bé. Và chị Thờ Nguyễn cũng vậy, đố bạn tìm được chị ấy đấy. Tìm được chưa các bạn ơi? Đừng bỏ sót tấm nào nhé, vì tất cả đều chính là chị Thơ Nguyễn. Xem video thấy chị còn nít và ngây thơ như nay tơ thế thôi. Nhưng thực ra, chị đã là bà cô U30 rồi đó. Không nói chắc bạn cũng chẳng thể ngờ đâu. Thơ Nguyễn đích thị là idol giới trẻ khi sở hữu kênh YouTube đạt con số khủng hơn 9 triệu người đăng ký hiện nay. Các fan của chị Thơ Nguyễn đâu? Comment họp fan đi nào, hoặc thả một like cho chị Thơ nhé. Nói đến hot trend dậy thì thành công, chắc chắn phải nói đến anh chàng ca sĩ này rồi. Đố các bạn biết, đây là ảnh ngày xưa của nam ca sĩ đình đám nào? Không có đáp án lựa chọn, hẳn là làm khó các bạn không? Câu này như mua vui cho địa chủ ấy, dễ quá còn gì. Tính ra ngày đó và bây giờ, Jack chẳng khác nhau là mấy. Chỉ khác mỗi cái da đen, lấm tấm mụn, tóc ngố như trái bí ngô, thân hình gầy nhom cò hương thôi à. Đúng là người nổi tiếng cỡ nào cũng có quá khứ mà không ai muốn biết các bạn nhỉ. Bạn có bức ảnh quá khứ nào thật là bá đạo không? Nhớ gửi cho nhanh chí với nhé. Bây giờ thì tạm tha cho các idol trong làng ca hát, mình chuyển đối tượng sang hot tiktoker mới vui nè. Bạn có đoán được đâu là ảnh Việt Phương Thoa ngày mới lớn không? Ôi, còn đâu nàng bad girl trong chiếc áo da lộn, chắc kèo dân tình được một fan hú vía với màn xây hai ngố tàu này rồi. Combo tóc tém mái dày, làn da bánh mật chật phác, chiếc áo tím xến rện của má và đôi bàn tay tạo dáng điêu luyện kia, hứa hẹn sẽ đi vào giai thoại luôn. Wow, hai người này là một ư? Hi hi, mình tin phép màu có thật rồi. Khoan, từ từ hãy tin, vì tiếp theo đây là một nhân vật hot hòn hòt đình đám không thể bỏ qua đâu. Bạn có nhận ra đây là nữ hot tiktoker nào không? Cái gì? Bạn nghĩ là Xin ăn ư? Không, Xin là tên tài khoản TikTok của cô nàng dancer Bùi Thảo Ly cơ. Ban đầu Ly chỉ định làm TikTok nhảy vui thôi, nhưng từ khi thấy những video ngắn của mình được yêu thích, Ly đã quyết tâm đầu tư hơn và vùng lên thành idol TikTok như hôm nay đấy. Từ tấm ảnh thời còn là thiếu nữ thanh thuần, có thể thấy gương mặt cô nàng vốn khá là xinh và dễ thương đấy chứ nhỉ? Úa, đố anh bắt được em, anh bắt được em rồi thì đố anh biết đây là ai đấy? Mại Dô, giảm cân đồng giá 1 tấn mồ hôi, không đẹp không lấy tiền. Bạn có tin không? Đây là ca sĩ Minh Hằng, từng hát cặp với ca sĩ Tim Một Vòng Trái Đất đó. Bây giờ chị đẹp Minh Hằng vô cùng xinh xẻo, sang trọng và cực kỳ hot girl đó nha. Các bạn không tin ư? Vậy thì cho ngay một sao nam tài năng lịch lãm ngời ngời cho tâm phục khẩu phục luôn. Đoán đi nào, đây là ai vậy ta?
heo, hai anh Tuấn của tôi ngày này năm ấy đây sao? Đáng yêu quá cơ, mình không nói điều đâu, vì là fan của anh nên mình hơi thiên vị chút đỉnh ý mà. Hành trình giảm từ 110 cân xuống còn như bây giờ, hẳn là chuỗi ngày đằng đẵng kinh khủng lắm đây. Nhưng đáng lắm, vì bây giờ chẳng có ai lịch lãm hơn anh cả. Nãy giờ mình cho lên sóng toàn người dễ đoán phải không? Chốt hạ câu cuối của series giảm cân khó bằng một nhân vật càng tìm càng bí. Đố bạn, đây là nam ca sĩ nào? Ủa, ai đấy nhỉ? Trông quen quen, có phải anh Đức Phúc không ta? Úi, anh ấy ngày xưa đấy á? U là trời, đầu thai 12 kiếp mình cũng chẳng nhận ra nổi. Anh Đức Phúc ngày đó trông già hơn bây giờ nhiều. Mà còn mũm mĩm nữa chứ. Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Ngày này, anh chất lư, body sau mũi sầu riêng luôn chứ chẳng đùa đâu nhá. Fan anh Đức Phúc comment thả tim thay lời khen ngợi đi nào. Ôi, nhưng mà cái gì lóa mắt quá. Cái gì đây, dàn hot boy dạng ngời như ánh mặt trời là sao? Ồ, thì ra trong này có một người là em trai Sơn Tùng MTP, đố bạn nhận ra. Thì ra cậu bạn cool ngầu này là em trai ca sĩ Sơn Tùng MTP, cậu ấy tên Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000. Trước khi làm ca sĩ với nghệ danh Mono, cậu là một học sinh xuất sắc đỗ vào trường chuyên Thái Bình với số điểm không phải dạng vừa đâu. Thế mà bây giờ đã là ca sĩ của V-pop rồi, có bạn nào ở đây đã từng nghe nhạc của Mono chưa? Cảm nhận sao nhỉ? Khó nói phải không? Vậy thì đến với những dàn mỹ nữ tiếp theo. Đố bạn, ảnh nào là hồi trẻ trâu của cặp chị em Simmy và Sammy đào? Trời, sao mà đáng yêu dữ vậy? Mình thấy Simmy và Sammy ngày bé không khác bây giờ là bao. Đường nét cute hột me và tinh nghịch ngày đó như nào thì giờ vẫn y như vậy nên dễ nhận ra quá hả? Chỉ là xinh hơn và nữ tính hơn rất nhiều thôi. Đúng là bên ngoài đẹp gái, bên trong lắm tiền mà. Hi, phải không các fan? Ok con dê, vậy còn nhân vật này là ai? Đố bạn nhận ra đấy. Hoàng tử thanh lịch, liệu em mới thấy đã nhận ra chưa? Fan Hero Team chắc chắn phải đúng nhá, không thì chẳng biết cân mặt đi đâu. Anh Phong Cận là đội phó của Hero Team, một nhóm các bạn trẻ sáng tạo nội dung về game cực kỳ nổi tiếng. Hẳn là fan nào ở đây mà chẳng biết, nên mình không phải nói nhiều nữa đâu. Vậy thì quá trình dậy thì của những nhân vật hoạt hình huyền thoại thì ra sao? Bạn nghĩ đâu là ảnh dậy thì thành công của cô nàng Marge Simpson? Cái mặt khó ở này là sao? Công nhận cô nhóc Simpson ngày bé bá đạo lớn lên ngầu lòi ghê cơ, đúng là tâm sinh tướng mà, một tâm hồn hài hước không thể ở trong thân xác liễu yếu đào tơ được. Các bạn có thấy đúng không? Tưởng tượng một ngày Marge mặc váy hoa tím quay vòng vòng thì thà mình ngủ ngày mơ còn hơn. Ê, nhưng mà đừng có ngủ thật nhá, tỉnh dậy ngay qua cầu tiếp sau thôi. Trong loạt ảnh sâu cute này có một Doraemon hồi còn nhỏ, đố bạn tìm ra. Chào, mình là Dora 3 tuổi nè. Bé còn nhỏ, bé muốn đi chơi cơ, nhưng phải xem xong video rồi mới đi nha. Các fan kỳ cựu của Doraemon có nhận ra idol của mình lúc còn là con nít không? Thì ra Doraemon vốn có màu vàng tươi và hai tai mèo rất đáng yêu luôn đấy chứ. Vậy còn người bạn Nobita thì sao? Hồi nhỏ ai cũng quen mặt, nhưng Nobita người lớn thì khó nhận ra nè. Giờ đố bạn biết ai là Nobita đấy. Really? Có ảo ma Canada quá không? Nobita ngốc nghếch hậu đậu của tôi đây ư? Ôi thần linh ơi, Nobita lớn lên sao đẹp trai quá vậy? Vẫn cai ao ấy, vẫn cặp kính ấy, nhưng nó lạ lắm. Cỡ này đến mình còn mê, nói gì Shizuka? Ngoài ra bạn có muốn làm ảnh xưa và nay của những người nổi tiếng nào nữa không? Nhớ comment xuống bên dưới nhé!